quý vị và các bạn, bộ phim tài liệu Vùng mỏ con người và lịch sử được công chiếu Ai cũng nô nức muốn được thấy nhân vật là những người thân thương của mình. Tiếng thuyết minh phim vang lên cùng những hình ảnh của người công nhân mỏ đã làm xúc động và tự hào những khán giả là con em thợ mỏ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công nhân vùng mỏ đã sớm giác ngộ cách mạng, cùng nhau đoàn kết, thống nhất một lòng sục sôi đấu tranh, giành quyền sống. Hơn 70 năm thống trị, thực dân Pháp đã phải đối mặt với hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân mỏ. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh năm 1936. Hơn 3 vạn thợ mỏ nhất tề vùng lên đấu tranh quyết liệt với bọn chủ mỏ và bọn tay sai của chúng. Cuộc đấu tranh thắng lợi đã trở thành sự kiện lịch sử mãi mãi xuyên suốt. Theo chiều dài, mời quý vị và các bạn nghe phần cuối tiểu thuyết lịch sử Bể than Đông Bắc của tác giả Đặng Huỳnh Thái qua giọng đọc Thúy Trải. Người hạnh phúc nhất là người sống thuận theo tự nhiên. Lê Văn Phúc, người thợ mỏ trẻ đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ, bãi thải trong. Ấy vậy mà đến giờ vẫn chẳng có ai nâng khăn sửa túi. Ít nói cứ như ông đồ suốt ngày sách và sách, hẹn đi chơi kêu bận. Lại một câu phải theo tự nhiên, yêu cũng theo tự nhiên à, hâm đã già rồi còn kiêu đấy ngồi mà chờ tự nhiên chán bơ đời hồng quang bênh ít nói giả ngu không phải hạ thấp mình đâu nhé chớ coi thường ánh tuyết cũng chẳng ưa gì vì cô hạnh mẹ phúc đã có lần thậm thụt với ông vương mẹ hồng kể hôm ấy bà chỉ nói có một câu anh vương à mặc áo mưa vào kẻo lạnh rồi nói với hạnh lần sau đi phải mang áo ấm cho anh ấy anh ai bị cảm lạnh đấy em ạ à? lòng cao thượng của bà hà đã làm cho họ tự hổ thẹn rồi xa nhau không cần đánh ghen đau to búa lớn nhưng để chắc chắn mẹ hồng dặn thêm không biết phúc là máu mủ của ai nhưng con phải tránh xa kẻo họa vào thân ba đời cũng không được nghĩ vậy tuyết đứng phát dậy đổi chỗ cho kính trông thấy mặt hắn mất vui nói nhiều nhất là bùi thị tiệm con gái của luyến chả biết có phải con tuận bọ xít hay không lão chết rồi thì cứ coi như vậy cho gọn tiệm cũng được đi học lớp sơ cấp kế toán cầu biêu làm thống cây phân xưởng cùng lứa tuổi tiệm lân la chơi với bạn bè nhưng chẳng ai chơi lúc nào cũng đơn côi. Mẹ Luyến lại hùng hồn tuyên bố, mình nghèo thì nghèo thật, thấp thì thấp thật, bố có vết thật, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. Còn mình là vì sao sáng, đẹp gái, có bằng kế toán. Con nhà ai lấy được con mình thì phúc tổ 70 đời. Xong rồi lại khuyên con gái, đường còn dài, dai còn nhiều, sợ gì, cứ tỉnh đời mà đi hư còn hơn hỏng. Nghe vậy, các chàng trai chạy mất dép. Tuyết khôn khéo đẩy tiệm, ngã vào lòng Lê Văn Phúc. Cướp thời cơ, tiệm nhỏ nhẹ. Em ngồi với anh nhé, ôi tiến sĩ của em. Từ nay, em không phải đứng đường. Phân cho em một căn hộ tầng 11, phòng 1102, view biển nhé. Anh yêu em mà. Cả bọn cười rũ rượi. Vũ Văn Bính ngồi với Thùy Duyên, nhưng Duyên lại kéo Hồng Quang ngồi bên cạnh. Bọn nó cứ ghép lung tung, chứ Duyên thích gì Bính. Cao ngồng, khi ấy lại phải kiễng mỏi cả chân. Thích Hồng Quảng cơ. Hôm nhà máy vườn cam xuất xưởng chiếc xe đầu tiên, Quang phát biểu run như cầy sấy. Không có Duyên động viên thì chả ai nghe. Thế là mê ngay, tình yêu không cần tuổi mặc dù tranh hơn chục chen chân vào kệ tuyết vi thiên nga gãy cánh cho gãy luôn lớp trẻ bây giờ là vậy thích là yêu yêu hết mình thích là làm làm hết mình nghe họ tranh luận mà thấy vui thấy hợp đồng tương lai về bể than đông bắc hàng chục năm sau như thiên đường sẵn sàng bỏ đi những gì cũ kỹ cản trở cuộc sống di rời các nhà máy sàng tuyển nhà máy cơ khí bến cảng ra khỏi trung tâm hòn gai chuẩn bị cho thành phố hạ long trong tương lai nhà máy than luyện bao nhiêu người ốm đau vì khí độc phá đi như mổ một cái gai nhức nhối bác sĩ mai nga về thăm mẹ đường phố đẹp ngay trước cửa không còn cầu bạch long vắt qua bãi than đen ngòm đường lên trận địa xưa mang tên Đặng Bá Hát và tượng đài Đặng Bá Hát nhằm thẳng máy bay bắn trên đồi cao canh trời canh biển cho Hạ Long yên bình tìm về nơi nổ ra cuộc Tổng Đình Công năm 36 ngỡ ngàng cụm tượng đài thợ mỏ cao lửng lững hiên ngang đứng giữa quảng trường 12 tháng 11 rộng mênh mông lộng gió thay chỗ cho nhà máy cơ khí nhà xét sân vận động thể thao mang bao nỗi buồn vui gần một trăm năm của phu mỏ con đường dài nhất cẩm phả xuyên suốt bề dày lịch sử vùng mỏ có nhiều hang động rừng sâu bạt ngàn rừng che bộ đội rừng vây quân thù quang hanh ngã hai dương huy đá bạc là cơ sở cách mạng bên kia địa giới của công ty pháp mở than bắc kỳ bây giờ mang tên Đường Đặng Châu Tuệ. Bí thư chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội đầu tiên ở Cẩm Phả năm 1926. Một du khách người Pháp bần thần hỏi cô Sandy tươi hướng dẫn viên du lịch: "Bức tượng này có phải của người có biệt số 61213 gắn trên áo ngực của bảo tàng không cô?" Jenny tươi vui vẻ nói: "Đó là Ngô Huy Tăng." người đảng viên trẻ tuổi đã anh dũng cắm cờ búa liềm trên cầu trục số 4 nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga năm 1930 bị lính Pháp bắt đầy đi Sơn La và hy sinh trong nhà tù. Người du khách Pháp cúi đầu cắm nén hương thơm vái ba lạy như những người đứng trước đã làm. Ông ta nói, về Pháp tôi sẽ kể lại chuyện này cho mọi người nghe. Biệt số 61213 đã khắc cốt ghi xương trong lòng người thợ mỏ Việt Nam. Tôi hổ thẹn vì cha ông chúng tôi đã gây ra bao đau thương tàn khốc đối với nhân dân Việt Nam. Xin tha thứ. Câu chuyện Vũ Văn Hiếu, bí thư đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hòn gai cẩm phả, mạo khê khi ở trong nhà tù côn đảo đã có tấm lòng thật cao cả. Tổng bí thư Lê Duẩn, người cùng chạy giam với Vũ Văn Hiếu kể. Tôi không sống được nữa, tôi đang nghĩ có cách gì làm lợi cho đảng mà nghĩ mãi không ra. Giờ chỉ có cách tôi đưa bộ quần áo này cho đồng chí mặc để đồng chí sống mà hoạt động cho đảng. Nhà thơ Tố hữu đã làm thơ ca ngợi người chiến sĩ cộng sản Vũ Văn Hiếu. Chết còn chút áo cho nhau, miếng cơm dành để người sau ấm lòng ngày nay Vũ Văn Hiếu là tấm gương sáng ngời cho con em thợ mỏ ở các trường học mang tên Vũ Văn Hiếu. Giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và dàn hợp sướng vang lên bài ca Tôi là người thợ lò của nhạc sĩ Hoàng Vân đã trở thành nhạc hiệu của vùng mỏ thân yêu. Nghe tiếng mìn nổ như tiếng súng công đồn những người thợ mỏ gác tay búa chắc tay súng lên đường ra trận kỷ luật và đồng tâm bước theo những bước chân kiên cường bất khuất của cha ông binh đoàn than vượt trường sơn đi cứu nước trần hùng vĩ ba lần viết đơn bằng máu leo á sinh con trai leo á sa và cô tý bỏ đá vào túi quần để đủ cân hành quân lên cao điểm vị xuyên đánh giặc bành trướng tất cả họ đều ở tuổi 18. Người 18 nằm lại chiến trường, người 18 đi lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, người 18 thợ mỏ lao động sáng tạo, anh hùng lao động, đội ngũ thợ mỏ trẻ đang hùng dũng tiến lên. Những tên đất tên người, Ngô Huy Tăng, Đặng Châu Tuệ, Đặng Bá Hát, Đại Tứ Chiến Khu Đông Triều, Vàng Xanh, sưởng công binh mạo khê khe hùm đã phủ sáng cả bể than đông bắc lịch sử ngày ấy qua rồi bình minh hừng sáng những chàng vỗ tay vang dậy đồng chí lê đại bí thư tỉnh ủy quảng ninh bước đến bên các đồng chí cách mạng lão thành trên ngực lấp lánh huân chương và kỷ niệm chương thợ mỏ vẻ vang sáu năm qua hôm nay mới gặp được những người con ưu tú của thợ mỏ cụ đặng châu tuệ bà vũ thị mai đã già rồi năm 18 tám tuổi các cụ đã anh dũng quật cường vượt lên mọi gông cùm súng đạn đấu tranh với chủ mỏ để giành lại quyền sống và làm việc cho những người thợ mỏ bí thư tỉnh ủy lê đại tự hào giới thiệu chủ mỏ đã dán yết thị khắp nơi ai bắt được tên cộng sản đầu sỏ đặng châu tuệ sẽ được thưởng nếu che giấu sẽ bị chém đầu thế đấy hôm nay cụ vẫn ngồi đây với chúng ta hàng vạn cái đầu của thợ mỏ có ai rơi than đốt cháy tất cả nấu thép thành nước nhưng không nấu được trái tim thợ mỏ cả hội trường vang lên những chàng vỗ tay không dứt cụ đặng châu tuệ vui vẻ nhẹ nhàng kể tôi có dăm ba cái thẻ, dăm ba tên, lúc làm thợ cơ khí sợ cầu, lúc làm phu tầng rồi phu lò, lúc đi bán kẹo kéo, la cả các phố Tây nghe ngóng. Tôi về lán ăn ngủ với anh em phu lò, kể chuyện Đông Tây Nam Bắc, chuyện cụ Nguyễn Ái Quốc. Chả biết tôi là ai, nhưng bà con rất mến và che chở. Thấy tờ yết thị, họ túm vào chửi, thằng Tây mũi lõ ngu, Ai lại đi bán rẻ người tử tế cho chúng mày? Ngu thật! Những chàng vỗ tay lại vang lên. Bí thư tỉnh ủy Lê Đại nói tiếp, thế hệ các cụ Đặng Châu Tuệ là đấu tranh giải phóng cho những người thợ mỏ khỏi ách nô lệ, lầm than của bọn chủ mỏ thực dân Pháp. Chúng tôi và các cán bộ ngồi đây là những chiến sĩ 9 năm trường kỳ kháng chiến, khu Hồng Quảng và chiến khu Đông Triều khu mỏ Hồng Quang và thành phố Hải Phòng nằm trong vùng tập kết 300 ngày. Như vậy, ngày 25 tháng 4 năm 1955 mới được giải phóng hoàn toàn. Trong những ngày này, ở vùng mỏ đã xảy ra nhiều sự kiện quan trọng. Bọn chủ mỏ thực dân Pháp sợ hãi, hối hả, vơ vét của cải, vàng bạc kim cương châu báu và những đồng tiền franc cuối cùng xuống tàu về nước bộ đội ta vào tiếp quản vùng bỏ. thị xã hòn gai cẩm phả cửa ông và trên khắp các tầng bè nhà máy dợp bóng cờ bay nhân dân công nhân gieo hò vui mừng phấn khởi những cánh tay giơ cao mũ nón mũ lò chào đón anh bộ đội cụ hồ trên đỉnh núi bài thơ hòn gai trên đỉnh cầu trục số 4 cửa ông nơi chiến tích của các chiến sĩ cách mạng Ngô Huy Tăng, Nguyễn Văn Thành treo cờ búa liềm năm xưa, hôm nay cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió. Vùng mỏ bắt đầu thuộc về ta, những người thợ mỏ thoát khỏi ách nô lệ lầm than, thực sự được làm chủ, cuộc đời đã đổi mới. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phải nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, ở các xí nghiệp đưa nghị quyết về với công nhân tăng cường giáo dục xã hội chủ nghĩa nâng cao ý thức công nhân là người chủ nâng cao tinh thần trách nhiệm bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ và kỹ thuật cho cán bộ thực hiện chế độ công nhân tham gia quản lý cán bộ tham gia lao động tăng cường mối quan hệ nhất trí giữa lãnh đạo và quần chúng để đẩy mạnh cải tiến quản lý xí nghiệp Nghe đến đây, Mai Loan vỗ tay nhẹ nhẹ cho mọi người khỏi nghe thấy, rồi nói, bà cầm tớ đi học lớp quản lý này đấy, sướng thế. Ai đó xoa lên đầu, làm dối cả tóc, Loan cầu nhau, tớ không phải trẻ con, nghe đi. Trên lễ đài, Bí Thư vẫn hùng hồn nói, thực hiện nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Khu ủy Hồng Quảng đã tổ chức thí điểm ở công trường Bàng Danh A, hà tu cán bộ công nhân ở đây đã hăng hái tham gia học tập từ tổ sản xuất đến công trường phân xưởng đã mở hội nghị công nhân viên chức để kiểm điểm nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa nâng cao hiểu biết về vai trò trách nhiệm làm chủ của công nhân từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa bể than Đông Bắc dấy lên một phong trào thi đua mới, phong trào phá kỷ lục, lấy đà để tiến quân và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960-1965, rồi các chiến dịch sản xuất than vì miền Nam ruột thịt. Hàng năm, chúng ta đã làm ra hàng triệu triệu tấn than, dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Các mỏ than xuống sâu 500 mét Tổ chức môi trường thế giới kêu gọi giảm khí thải do bụi than gây ra, các mỏ phải đóng cửa, chuyển sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thủy điện. Nhưng khí phách kiên cường bất khuất của những người thợ mỏ mãi mãi vang vọng khắp năm châu, khắc sâu trong lòng thợ mỏ muôn đời sau. Hội trường đứng cả dậy, những chàng vỗ tay kéo dài, các bạn trẻ chấm nước mắt thì thầm từ nay không dám nói mẹ lại kể chuyện ngày xưa xấu hổ chết đèn hội trường tắt buồng máy vang lên tiếng chạy xè xè bắt đầu chiếu phim màn hình rộng hiện rõ phim tài liệu vùng mỏ con người và lịch sử kịch bản văn học đặng huỳnh thái đạo diễn nghệ sĩ ưu tú vũ phạm từ quay phim nghệ sĩ nhân dân nguyễn đăng bảy Phạm Phúc Đạt, nhạc nghệ sĩ nhân dân Cao Việt Bách, viết lời bình nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh, xí nghiệp phim truyện Việt Nam, sản xuất năm 1985. Tiếng ai đó thuyết minh, không phải chú cầu, vẫn thuyết minh ở dạp công nhân cẩm phả. Tiếc thế, chú đã mất vì bệnh nặng. Bác sĩ Đắc tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi hôm đám tang bà con anh em phu mỏ ngày xưa từng được xem cinema của chú qua cái hòm gỗ tìm về dự đông nghịt bà trâm khóc nhiều nhất ôi cả đời người chú chứng kiến biết bao đổi thay của đất mỏ thế mà chú không được chứng kiến những ngày vẻ vang này cụ vấn mấy năm trước ra đi cũng vậy đám tang còn đông hơn nhiều cụ còn sống thì danh hiệu thợ mỏ vẻ vang thuộc về cụ là cái chắc nhưng thôi dân phu mỏ phong cho cụ người mẹ đông bắc thế là dưới suối vàng mắt lòng mắt ruột lắm rồi mai loan dì dầm bên tay tô văn tía ứ đi bát phố biển nữa đâu xem phim tài liệu vùng mỏ con người và lịch sử biết đâu gặp được ông cha mình tía khẽ cười phanh gấp thế hồng quảng trườn qua người thủy duyên bĩu môi quay xe bọn trẻ thì thụp đấm nhau mất trật tự giọng thuyết minh trầm trầm hấp dẫn của nghệ sĩ nhân dân đào trọng khánh đã cuốn hút mọi người đi theo những hình ảnh tái hiện lịch sử vùng mỏ hơn một trăm năm qua cái mốc đầu tiên của chặng đường lịch sử vùng mỏ được đánh dấu từ ngày 12 tháng 3 năm 1883 khi tiếng súng xâm lược đầu tiên của thực dân pháp nổ vào hòn gai và đó cũng là ngày vùng mỏ trở thành thuộc địa của pháp màu đen huyền của than con gái hòn gai nhanh chóng ánh vào mắt tư bản pháp chúng đua nhau đổ tiền đổ của bóc lột sức lao động của phu mỏ sản xuất nhiều than làm giàu cho chính quốc pháp than càng ra nhiều đời sống người thợ mỏ càng khổ cực trong khi tiền lãi cách xù ùn ùn chảy vào các sắt tư bản thực dân pháp bây giờ thiên hạ mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của những tên chủ nhất chủ nhì tránh mật thám martin piller huy Ad, hamza thomas jorge saint Devin, -de cung đình vận và bè lũ tay sai cai ký giám thị lũ lượt hiện lên màn hình méo mó dữ tợn Giờ này ở âm ti địa phủ, linh hồn những kẻ ác ôn đang nằm trong trào lửa, sôi sùng sục. Nhiều tiếng khóc sụt xịt, ai đó gọi nhỏ mẹ mơ. Người mẹ của bác sĩ Đắc bị cai phất hiếp hại. Bà đã đập hòn than lên đầu thằng cai phất, rồi để con lại gốc sim trốn vào rừng mơ. Hơn 30 năm sau gặp được con, bà tắt thở, ai ai cũng liên tưởng những hình ảnh trên phim đến cuộc đời của mình. Hết đời cụ đến ông bà bố mẹ đều chìm trong cảnh đau thương tàn khốc ấy. Ông đồ bãi thải Lê Văn Phúc bây giờ mới lên tiếng, hay quá xem đi. Tuyết Tức, chả xem thì ngồi đây làm gì? Ai đó nhắc khéo, thế nào cũng có cuộc tổng đình công năm 1936 đấy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công nhân vùng mỏ đã sớm giác ngộ cách mạng, cùng nhau đoàn kết, thống nhất một lòng sục sôi đấu tranh giành quyền sống. Hơn 70 năm thống trị, thực dân Pháp đã phải đối phó với hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân mỏ. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh năm 1936. Hơn 3 vạn thợ mỏ nhất tề vùng lên đấu tranh quyết liệt với bọn chủ mỏ và bọn tay sai của chúng. Cuộc đấu tranh thắng lợi đã trở thành sự kiện lịch sử lớn, mãi mãi xuyên suốt theo chiều dài lịch sử bể than đông bắc. Tuyết rơi lên, các cậu ơi, nhất định có bà cẩm tớ ở trong đó đấy. Hôm ấy bà đã nêu cao khí tiết của cô gái mỏ đấu tranh với kẻ thù. Tên đồng lý hồng khanh và bè lũ chủ mỏ đã xương tan thịt nát, bêu trên cành cây ngọn cỏ. Đáng đời hồng quảng ra vẻ người lớn gạt phát đi tất cả là ông là bà là bố là mẹ chúng ta ai cũng là thợ mỏ bể than đông bắc than có thể đốt cháy tất cả nấu thép thành nước nhưng không thể đốt cháy được trái tim của những người thợ mỏ họ đang hùng dũng kỷ luật và đồng tâm bước đi dưới đoàn hồng kỳ quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết lịch sử bể than đông bắc của tác giả đặng huỳnh thái cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe